Tin bão mới nhất từ cơ quan thời tiết Philippines gọi tắt là Pagasa, ba áp thấp gần Biển Đông bao gồm một áp thấp nằm trong khu vực dự báo của Philippines. Lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 8, vùng áp thấp nằm trong khu vực dự báo của Philippines đang cách Itbayat, Batanes của Philippines khoảng 575 km về phía đông bắc. Hai áp thấp còn lại nằm ngoài khu vực dự báo của Philippines, trong đó có một áp thấp có thể phát triển thành bão nhiệt đới. Chuyên gia dự báo bão Pagasa Veronica Torres cảnh báo. Theo chuyên gia Torres, cả ba áp thấp gần Biển Đông đang tăng cường sức ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam tới thời tiết Philippines, gây mưa nhiều nơi ở nước này, đặc biệt là Trung, Nam Luzon và Visayas. Theo bản tin của Pagasa, áp thấp ngoài khu vực dự báo của Philippines đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới đang cách Bắc Lưu Dông khoảng 2005 km về phía đông Đông Bắc. Áp thấp nhiệt đới này có sức gió duy trì tối đa là 55 km h với gió giật lên tới 70 km h Hiện áp thấp nhiệt đới mới nhất đang gần như không di chuyển. Theo tin bão, áp thấp nhiệt đới mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp gọi tắt là JTWC của Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ. Áp thấp nhiệt đới được đặt tên là Invest 94W có khả năng cao mạnh lên thành bão nhiệt đới trong 24 giờ tiếp theo. Trước đó JTWC dự báo khả năng áp thấp mạnh lên thành bão là ở mức trung bình. JTWC lưu ý điều kiện môi trường đang thuận lợi cho áp thấp nhiệt đới này mạnh lên với gió đất thấp. Các mô hình dự báo cũng nhận thấy việc áp thấp nhiệt đới này di chuyển chậm về phía bắc sẽ góp phần củng cố sự ổn định trong hai ngày tới. Theo tin báo mới nhất của ABS-CBN News, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết, vùng áp thấp ở đông bắc của Luzon, ngoài khu vực dự báo của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo bão mới nhất của JMA nhận định áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão nhiệt đới ngay trong tối nay, ngày 7 tháng 8. Sau đó, hệ thống này sẽ được đặt tên quốc tế là Maria, cơn bão số 5 ở phía tây bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2024. Dù di chuyển theo hướng ra khỏi Philippines, nhưng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5 Maria sẽ tiếp tục thúc đẩy gió mùa Tây Nam ở Philippines. Cũng liên quan tới mùa bão ở Thái Bình Dương, tại vùng đông Thái Bình Dương đang có bốn cơn bão và áp thấp nhiệt đới liên tục hoạt động. Bão số 5 Emilia và bão số 6 Fabio đang tiếp tục di chuyển ở vùng biển phía đông Thái Bình Dương. Trong khi đó, bão số 3 Calota và bão số 4 Daniel đã suy yếu thành áp thấp. Theo dự báo bão mới nhất của Iceland News, không có cơn bão hoặc áp thấp nào trong số này gây ra mối đe dọa cho quần đảo Hawaii của Mỹ. Bão Emilia đang di chuyển về phía tây tây nam với tốc độ chậm và dự báo là ngoặt về phía tây tây bắc với tốc độ nhanh hơn trong ngày 7 tháng 8. Dự báo bão Emilia sẽ mạnh lên trong ngày 8 tháng 8, sau đó suy yếu dần. Trong khi đó, bão Fabio dự kiến sẽ bị bão Emilia hấp thụ trong ngày hoặc đêm ngày 7 tháng 8. Trong 3 tháng từ tháng 8 tới tháng 10, dự báo có 6 tới 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó từ 4 tới 6 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu IMHEN cho biết, hiện tượng ENSO chỉ sự nóng lên, lạnh đi dị thường của nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo phía đông và trung tâm Thái Bình Dương ở trạng thái trung tính. Sau đó ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong 3 tháng từ tháng 8 tới tháng 10 với xác suất khoảng 70%. Imhen nhận định từ nay đến tháng 10 có 7 tới 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và 4 tới 6 cơn ảnh hưởng tới Việt Nam. Con số này nhiều hơn giai đoạn trước, từ tháng 8 tới tháng 10, thời kỳ 1991 tới 2020, mỗi năm có khoảng 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó 3 tới 4 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Imhen cảnh báo trong 3 tháng tới, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Trung Bộ sẽ cao hơn cần đặc biệt đề phòng mưa lũ, ngập lụt ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những tháng tới. Nhận định Enso chuyển sang La Nina với xác suất 70%, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng trong 3 tháng tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 6 tới 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó 2 tới 4 cơn vào đất liền. Rất có thể bão áp thấp hình thành ngay trên Biển Đông, di chuyển nhanh vào bờ. Do bão dồn dập, cơ quan khí tượng dự báo tổng lượng mưa tháng 9 ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn 5 tới 15%, tháng 10 cao hơn từ 10 tới 30%. Trung Bộ 3 tháng tới lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10 tới 30%. Riêng tháng 9 tháng 10, khu vực này xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ ở hạ lưu sông chính lên báo động 1 2, sông nhỏ lên báo động 2 3, cao nhất là báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị thành phố lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết từ đầu năm đến nay có một áp thấp nhiệt đới vào miền Trung, một cơn bão đổ bộ miền Bắc, nhưng cả nước ghi nhận 104 người chết, mất tích, phần lớn do sạt lở đất, lũ quét, thiệt hại vật chất ước tính 2.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn hẳn 7 tháng đầu năm 2020 với 53 người chết, chủ yếu do rông xét. Cả năm 2021, số người chết do thiên tai là 101, năm 2023 là 131. Ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu các tỉnh thành, bộ ngành chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, nhất là bão, lũ lụt, sạt lở đất. Công điện nêu, các tỉnh cần ra soát xác định khu vực nguy hiểm, nhất là sườn dốc có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, khu vực ven sông, suối có thể ngập sâu để chủ động tổ chức di rời người, tài sản với những nơi chưa đủ điều kiện di rời ngay phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai. Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan chức năng và người dân nắm được tình hình thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi đôn đốc các địa phương trong việc phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Các bộ công thương, giao thông vận tải, quốc phòng, công an theo chức năng nhiệm vụ chủ động ứng phó, hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống thiên tai xảy ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23 tháng 7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 tới 60 km h giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 tới 10 km h Đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đầm Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cát Bà, Hải Phòng 276mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 150mm, Lúc 7 giờ, khu vực ven biển của thành phố Hạ Long, mưa lớn kèm gió mạnh cấp 7, cấp 8, nhiều cây trên đường bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Dù không nằm trong tâm bão, nhưng các địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định mưa từ đêm qua tới sáng nay. Trung tâm khí tượng dự báo từ sáng 23 tháng 7 đến đêm 24 tháng 7, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa mưa to và rông, Cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Chiều và đêm 23 tháng 7, Nghệ An đến Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7, bão số 2 đã tăng lên cấp 9, giật cấp 11 và đầu bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc. Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 2 đang ở trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 tới km h giật cấp 11. Từ ánh mây vệ tinh có thể thấy là sáng nay, vùng mây đối lưu của bão đang bao trùm vịnh Bắc Bộ, Cơ quan khí tượng dự báo khoảng trưa nay, bão số 2 đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 10, sau đó bão di chuyển theo hướng tây bắc hướng vào các tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh. Dự báo 7 giờ sáng mai, tâm bão ở ngay trên vùng biển Quảng Ninh Hải Phòng, cường độ bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Trong sáng và trưa mai, bão đi vào đất liền hai tỉnh này, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão số 2, ở vùng biển phía tây bắc, khu vực bắc Biển Đông sáng ngày 22 tháng 7, còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 23 tháng 7, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, độ cao sóng tăng dần lên 2 tới 4 m, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, sóng biển cao 1,5 tới 2,5 m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định đề phòng chiều cường cao vào buổi chiều ngày 22 và ngày 23 tháng 7, kèm theo nước dâng và sóng lớn gây ngập tại khu vực trũng thấp, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông tại khu vực từ đêm nay đến ngày 24 tháng 7 ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực ven biển bắc bộ và khu vực đông bắc bộ từ 100-200 mm có nơi trên 250 mm các nơi khác ở bắc bộ và thanh hóa 50-100 mm có nơi trên 150 mm Ngoài ra, ngày và đêm ngày 22 tháng 7, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều tối và đêm ngày 22 tháng 7, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh